អញ្ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យ file resort manager ណាអញ្ចឹងជំហានដំបូងនេះទីមួយគឺយើងដើម្បីយើងធ្វើវាទីមួយគឺយើង install ជា install ទីពីរគឺយើង config បាទកនៅពីនេះណាអញ្ចឹងយើង install ឲ្យ file server resort manager អញ្ចឹងហើយជំហានដំបូងនេះគឺយើង install ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងចូលមក Windows Server របស់យើងមកហើយយើងចុច manage role and feature ហើយយើងចុច next ហើយយើងមើល file server and storage ហើយ file and iSCSI service ហើយ file server resource manager ណាជុំ add and feature មកយើងចុច next ហើយយើង next ហើយយើង install អញ្ចឹងហើយយើងរោគចាំបន្តិចអញ្ចឹងហើយវាយើង install complete អញ្ចឹងក្រោយពីយើង install រួចយើងចូលទៅមើលវាគឺយើងចូលឲ្យ tool ហើយ file server resource manager ណាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើវាខ្ញុំចូលទៅឲ្យ metadata ឲ្យ user យើងមួយសិនណាបាទអញ្ចឹងយើង share folder អញ្ចឹងខ្ញុំមាន folder ទី1អញ្ចឹងខ្ញុំ share ឲ្យ everyone ណាអញ្ចឹងខ្ញុំ share ឲ្យរាល់ user ទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ folder នេះ everyone ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ share ឲ្យ everyone ហើយ full control ទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំ share everyone រួចបាទយើង metadata ណាអញ្ចឹងយើង metadata យើងចូលទៅ tool ហើយចូលទៅ active directory user and computer តបមកយើងចូលទៅ user ដែលយើងចង់ map អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ u1 អញ្ចឹង u1 ខ្ញុំចូលពាក្យ profile ណាហើយចូល connect មកបាទហើយយើងនេះជារបៀប domain structure ណាអញ្ចឹងយើងហើយ path របស់យើងយើងបាច់ path មកបាទតបមកយើងចូលមកម៉ាស៊ីនរបស់យើងណា u1 អញ្ចឹងយើងមើលទំហំមុននឹងយើងធ្វើ file server resource manager ណាអញ្ចឹងយើងនេះមកអញ្ចឹងយើងឃើញហើយត្រាយនេះគឺមានទំហំហ្មងមួយជីជាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកម្រិតទំហំវាឲ្យតិចជាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើវាយើងចូលទៅ server មកហើយយើង install file server resource manager រួចហើយយើងចូល tool file server resource manager អញ្ចឹងនៅក្នុង file server resource manager យើងមាន quota management and file screen management អញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីកម្រិតទំហំវាយើងចូលមក quota management មកហើយ quota template ណាអញ្ចឹងនេះគឺជា template ដែលមានស្រាប់បាទអញ្ចឹងអានេះហើយ template ដែលខ្ញុំបង្កើតមុនមកដល់ខ្ញុំចង់បង្កើត template ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែចុះខ្ញុំ create template មកមកដល់ខ្ញុំហើយដាក់ limit ហើយទំហំតើគាត់ថា3 MB អញ្ចឹងណាបាទ3 MB 3 MB ចុះក្នុងនេះខ្ញុំដាក់3 MB ហើយក្នុងមាន hard and soft ណាចុះ hard គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង limit គឺប្រៃលើ limit បានទេអានេះអាចលើបានណាអានេះហើយ threshold ណាកន្លែងនេះ threshold ពេលតែ 80% ឬប្រហែល100យើងឲ្យវាធ្វើសកម្មភាពណាបាទអានេះមើល3មេរបស់ខ្ញុំអានេះវាយកទៅយកនេះខ្ញុំដាក់3មេរឡើងវិញចឹងបាទមិញ3មេរហើយ limit 3មេរ access node online and expect application event ឡើងចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំបង្កើត3មេឡើងវិញចាំខ្ញុំបដា3មេហើយ limit 3 MB ចាំខ្ញុំអូខេមកបាទចាំខ្ញុំបានទំហំហើយ3មេនេះណាចាំ3មេចាំខ្ញុំបង្កើត quota management មក
chắc chúng prau từ part folder để chúng chọn này chắc chúng prau part folder của chúng mất chúng cho soft và chúng cho về limit space của chúng để bay mẹ này bay mẹ này bay mẹ cầm kế để create mà chúng chơi cầm ra tầm hôm đi hái folder nó cứ bay mẹ nó chúng chơi mà mầm sinh côn mà chơi mà ta bay mẹ ăn tụm hôm nay bay mấy anh á và cho một bộ máy mà chi chi anh là bay mấy hai cho một tòa mặt tiền trong năng cầm rát mũi tiền mũi chấm nói tiền á và mũi chấm nói tiền chân câu tạm để chấm anh ấy cứ giờ bàn rồi hai cầm rát tụm hôm mũi tiền cứ fast screen mini thang như trong restrict file là lớp folder để dùng trong thử anh á và chứ như mua thò đôi chiều là lớp folder này nhé chứ trong trong string file mà đặt cho mọi file một gì nữa mà lại copy cho bạn origin file là email file rút thiệp API gì chứ nó chứ trong mình chọn ở chỗ nữa chứ nằm bây giờ thơ viết chứ chỗ mà file screen chứ nó không file screen management đấy từ vì mình bày vì mình file group vì mình template vì mình file screen đó file group mình để thay trong một cái group người nó file cho nó cho cái gì chọn là chúng ta mối á và chắc được không lấy cái miền default nó chứ miền audio file miền backup file miền compress file miền email file miền executable file được file ra nữa nè và hay miền email file miền office file hay miền system file miền temporary file hay miền text file and miền web page file nè chắc gì nên chia default là vậy để miền đó nè group và về template nó không có template mình miền template nó không miền block audio block email block executable block email block những từ lớp trong bậc cao file mới mới chọn á là bởi ơi khơi học nía nhưng trong cái đề file group mới và trước lại nó cứ chung mua file group và chung mua ấy kì ấy mà thà game chọn á mà thà là file group mua game chọn á mà dựng trong game đó. Chứ nó không đi ở đây include file này exclude file này file là đã cho này file là những nội chế nhé nè chứ nó không biết trong ông mà ta có nhập file này nhập trong từ file với API cho nó và API nó cài mà dựng chuẩn đấy đặt file này tiết ông mà đặt file MP4 hay những tài chứ nè chẳng có phản ứng trong group phản mùi hở chẳng phản phản game nè nhưng mà anh ấy mua từ họ phản game và nè anh ấy mới anh ấy trong edit tích tới trong mà đang game này nè anh đã tự sáng cái riêng tâm và này music nè mà nè trong đó phản music á nè và chắc một tâm một tiết template nè chẳng trong template chẳng nó trong template miền P miền miền chmu hay template hay đang thăm screening thai nè chẳng screening thai giống miền P giống miền active giống miền passive à đấy người phản group á nè chẳng active cứ P là nè chẳng P để file đại dương đưa cho file group nè dương trong blank dương trong ấy bên thân thì dương dụng active mình thay dương blank file đó này nhưng bên thân dương passive dương còn là trap ấy ao xin nhà đây nè và giờ lúc chúng ta cả mấy chắc chúng chọn error là chẳng ai à lâu dương bắt đầu tiếp trong một mấy giờ bắt đầu file group bài music nè miền API miền MP4 nè chắc ngày xong bậc cao template chắc ngày template nè chắc dừng create template mà chắc là không lấy template dừng nạp cho mua nó mà đây xong block cái music nè nhập lòng music chắc là không lấy dừng vô active được cả passive chắc trong vô active nè chắc active do not authorize user save save nè và passive allow user to save nó không nè chắc trong chỗ active
ហើយនៅក្នុង active នឹងយើងចូលអីពី music ណាចឹងខ្ញុំបង្កើតមុនមិនគឺ music ណាទាំង music ចឹងយើងចង់ edit វិញក៏បានដែរណាចឹង edit នេះ music របស់យើងណាចឹងយើងអត់ edit ទេយើងនេះទៅហើយយើង ok ណាចឹងហើយខ្ញុំ block ហើយ music ហើយចឹងនៅក្នុងនេះ full screen ចឹង full screen យើងហើយបង្កើតវាចឹងហើយខ្ញុំ create ហើយ full screen ណាចឹងខ្ញុំ create អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យត្រូវ path ដែលយើងចង់ block ណាចង់ធ្វើនៅលើ folder ហ្នឹងចឹងតោះនេះខ្ញុំរក folder គឺ soft សមមកកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យ file screen template ដែលយើងបង្កើតមុនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងចាំគេ block music ណាចាំ block music មកហើយយើង create អញ្ចឹងមានថានៅលើ folder ឲ្យសោះនោះគឺយើងដាក់ប្រភេទ file AVI និង MP4 អត់បានទេណាអញ្ចឹងយើង test មកលើម៉ាស៊ីនកូនរបស់យើងមកប្រើនេះខ្ញុំឡាក់ option ណាខ្ញុំឡាក់អោណាចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំឲ្យអមតាខ្ញុំចង់បង្កើតឲ្យ new file មួយចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំបើក note page មួយមកចឹងខ្ញុំឲ្យឲ្យ save ជា file avi ណាឥឡូវខ្ញុំ save មកហើយមកតែខ្ញុំ desktop ណាចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យជា extension dot ហើយខ្ញុំដាក់ test.avi ណាបាទឲ្យត្រូវនៅ file នេះ test.avi ណាតទៅមកខ្ញុំ save អស់មួយទៀតហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យ all file មកហើយនឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យ mp4 test.mp4 អញ្ចឹងមកចឹងខ្ញុំមាន file 2ហ្នឹងដែលខ្ញុំឲ្យ restrict មិនចឹងខ្ញុំប្លង់ចឹងខ្ញុំ copy file ហ្នឹងចូលណា copy ប្រមមួយចូលមកបាទចឹងនៅលើ folder ដែលយើងចិត្តធ្វើហ្នឹងចឹងណាចឹងវាចាញ់ action វាថា permission do not អត់មានសិទ្ធិក្នុងការ copy ចូលទេណាបាទណាចឹងខ្ញុំបិទ2 file ហ្នឹងចឹងអត់មានសិទ្ធិឥឡូវខ្ញុំ copy file មួយទៀតmp4 មួយទៀតអត់បានទេបាទនេះជាអត់មាន permission ទេឥឡូវខ្ញុំ copy file ឲ្យផ្សេងចូលទៅណាបាទ file នេះមកឡូចាចុះ file ដែលខ្ញុំអត់ restrict គឺ copy ចូលធម្មតាណា file ដែលខ្ញុំ restrict គឺអត់ចូលទេណាបាទណាស់អញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហើយ file resource manager ហើយ quota management and file screen យើងចប់ហើយណាបាទ